Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại cắm lợn này ăn hại vẫn như mỗi khi. Và thực sự mình cũng không nghĩ là có ngày mình review hai món đồ này. Thế là một ngày đẹp trời, một anh đẹp trai ở bên An Phát bảo là anh có cái này hay lắm, nghịch không? Mình khá tò mò và anh ấy mang đến cho mình cái này. Có thể các bạn không biết nhưng mình người là người gọi là không mấy khi chơi game đua xe và cũng không hứng thú gì với việc lái ô tô. Nhưng mà vì nó đã có mặt đây rồi, chúng ta hãy cùng nhau nghịch thử xem. Bởi vì mình đã có nghe nói một số mẫu vô lăng dành cho người chơi game cũng như tập lái ô tô nó khá là mạnh, và cụ thể như chúng ta có cái mẫu là Logitech G29 giá đâu đó loanh quanh 7 triệu, và mình có một thằng em cũng dùng cái đấy, nhà có tiền nó khác, sướng thật. Nhưng mà với cái bộ vô lăng mà tôi cầm trên bàn này của mình đây thì giá nó chỉ bằng gọi là 1 phần 3, 1 phần 4 chỗ đấy thôi. Đây là combo vô lăng bàn đạp đến từ PXN, và chúng ta sẽ cùng combo luôn thêm cả cái tay cầm. Những cái món phụ kiện dùng để chơi game cụ thể thường thường sẽ là đua xe, để xem nó ngon hay không. Cái vô lăng này chỉ có giá là 1.790.000 thôi. Hãy cùng nhau bắt đầu ngày sau intro. Không biết các bạn đã xem kênh của mình, có bạn nào đang ở độ tuổi gọi là thi bằng lái xe ô tô hay không, và đã bao giờ nghĩ đến cái việc mua một cái bộ vô lăng và bàn đạp về vừa để chơi game mà vừa để gọi là học lái xe thực tế luôn. Mình không biết những đối tượng như vậy có nhiều hay không, và những người dùng như vậy có nhiều hay không. Bởi vì mình thấy người quen của mình ít người dùng bộ lắm, nhưng mà chúng ta cùng nhau thử nhòm ngó xem cái bộ vô lăng này làm những cái gì. Thì ở đây là cái bộ PXN V3 Mark 2 Pro. Nghe như kiểu là A7 Mark 3 ấy nhỉ. Nghe như kiểu gọi là máy ảnh Sony. Thì đây là bộ của PXN. Thì theo như mình biết, đây đang là bộ vô lăng dùng để chơi game rẻ nhất trên thị trường. Ngoài ra nếu anh em muốn xịn sò hơn thì còn bộ nữa là bộ V900. Nó đắt hơn khoảng tầm 800.000 so với bộ này. Có rất nhiều nút to hơn, đầm hơn, và cái góc quay của vô lăng nó cũng rộng hơn, lên đến 900 độ mình không nhầm. Còn cái bộ này nó chỉ dừng lại ở 180 độ thôi. Và đây là toàn bộ gì các bạn có. Cái tay cầm này trong nữa chúng ta quay lại sau. Đây là một món hời. Với cái bộ vô lăng này 1.790.000, các bạn sẽ được đương nhiên cái vô lăng, được bàn đạp, có hai bàn đạp ở đây, cũng như là một cái miếng kẹp. Thì cái vô lăng này các bạn thể thấy là chúng ta có cái chân giác hút cao su ở dưới. Đó, khá khá rồi, nhưng mà theo mình thấy thì bàn nào mà sần sùi thì hút được không hiệu quả lắm. Thế nên là sản xuất có cho tay kẹp này, các bạn gắn vào, kẹp vào góc bàn thì rất chặt và rất chắc chắn. Đầu tiên về cái vô lăng này thì trông nó cũng khá giống một cái vô lăng mà các bạn thường thấy trên ô tô. Mỗi tội là nó thu nhỏ lại, gọn hơn. Và góc đánh lái là 180 độ, tức là mỗi bên 90 độ, chỉ như vậy thôi. Hai bên đều được bọc cao su, cầm khá là bám tay và tương đối dễ chịu. Và khi gắn vào mặt bàn chắc chắn thì các bạn cảm thấy rằng nó cũng đầm, chứ nó không ọp hẹp một chút nào cả. Tương đối ok với rất rất nhiều nút bấm. Và hệ thống này tương thích với rất nhiều hệ máy khác nhau. Theo đọc trong hướng dẫn sử dụng thì có thể tương thích với cả Windows, PS4, Xbox One, PS3, Switch. Tức là các bạn có thể sử dụng cái vô lăng này để chơi trên hầu hết các hệ thống gaming mà các bạn có thể tìm thấy từ bây giờ. Với cái bộ vô lăng chúng ta có nút này, D-pad lên xuống trái phải, đương nhiên 4 nút XYB rồi. Và các bạn nhìn thấy cái logo nó thiết kế tương đối là giống của PlayStation mà hơi khác một tí. Và hai nút trên này và hai nút đằng sau. Đây là hai nút, đây hai nút, và đằng sau mỗi bên một nút nữa. Thì tao khai khái rất nhiều nút và chưa hết, còn có cần gạt. Thế nhiều vãi, không phải để làm gì luôn. Và nếu các bạn sử dụng cái này để chơi những game gọi là giả lập lái xe nó thực tế một chút thì hai cần gạt này có thể dùng, một là xi nhan, hai hoặc lên số xuống số, hoặc cái này có thể dùng xi nhan hoặc lên số xuống số. Cũng như là một điều mình khá bất ngờ, đó là hai cái nút RTL2 và LTL2 ở trên này. Mình không ngờ nó lại là nút cảm biến lực, tức là kiểu dạng nút analog ấy. Bấm mạnh thì tín hiệu mạnh, bấm nhẹ thì tín hiệu nhẹ, kiểu ôi, what, nani, xịn vãi. Khá là khủng khiếp. Và một điều mình thấy tiếc đó là cái logo PXN ở giữa không phải là nút, không ấn được. Giá mà làm cái nút này kiểu chỉnh thành còi ở trong game thì cực kỳ hợp lý luôn. Mỗi tội nút này không dùng được làm gì cả. Vậy cái bộ vô lăng này nó kết nối với máy tính bằng cái gì? Rất đơn giản, đây, một cọng cáp USB Type A rất dài ở đằng sau. Và ngoài cọng cáp chúng ta còn hai cổng kết nối nữa ở đằng sau. Mọi người thấy là một cổng giống kiểu cổng dial up cắm dây điện thoại ấy, và một cổng USB. Thì cái cổng USB này cổng pass through, tức là các bạn có thể cắm thêm bất kỳ thiết bị USB nào vào đây, hoặc là cắm luôn cái receiver của tay cầm này vào. Còn cái cổng gọi là giống cổng dây điện thoại kia thì các bạn dùng để cắm cái bàn đạp. Và điều hơi đáng tiếc ở đây là cái bộ bàn đạp này thì chỉ có hai bàn đạp thôi. Tại sao lại tiếc? Bởi vì là nếu các bạn sử dụng để học lái xe ô tô, mà học lái xe ô tô chắc chắn là học số sàn,
mà số sàn thì có 3 bàn đạp, chân ga, chân phanh, chân côn, mà chỉ có mỗi 2 chân thôi. Nhưng mình thấy nó hơi tiếc, thì hy vọng là cái hãng PXN này có phiên bản nào đó update, hiểu không? Có bộ bàn đạp 3 chân để cắm vào đây thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Dành các bạn muốn trải nghiệm thực tế lái xe số sàn thì sẽ hay hơn. Nhưng mà theo mình thấy là cái bộ vô lăng này với góc đánh lái chỉ 180 độ thì nó sẽ phù hợp với chơi game hơn là sử dụng để học lái xe. Nói thêm một tí về cái bộ bàn đạp này, như các bạn thấy là ở dưới chúng ta có một cái miếng nữa để nó mở ra, các bạn để chân vào đây. Và cái bàn đạp này thì cũng tương đối nhạy và nó có độ nặng vừa phải, mình thấy tương đối độ nặng vừa phải. Và cũng có tín hiệu analog, tức là đạp sâu thì tín hiệu nhận sâu, còn đạp nông thì tín hiệu nhận ít. Nó khá là giống với một cái bàn đạp các bạn thấy trên ô tô. Nhưng mà mình thấy rằng là đối với chân của mình sử dụng một thời gian thử, thì mình thấy rằng cái bàn đạp này nó hơi cao nên là tương đối mỏi chân nếu dùng lâu. Các bạn có lẽ chơi cái này thì nên thử đi dép, đi giày vào, đạp nó sẽ dễ chịu hơn. Và cái bàn đạp này thì nó chỉ đơn giản, nó làm bằng nhựa thôi, không gì nó bật cả. Vậy thì cái bộ vô lăng này nó có cái điểm gì hay? Thứ nhất là tương đối nhiều nút. Và cái điều mình thích ở cái nút ở đằng sau vô lăng này, các bạn thấy không? Lạch cạch, bấm rất đã xuống tay. Và cả cần gọi là lên số xuống số như thế, các bạn nghe không? Rất đã, cực kỳ thích luôn. Mình đã thử trải nghiệm một số tựa game đua xe ở trên cái bộ vô lăng này, như là Asphalt 9 này, Forza Horizon 4 này, hay những game nhẹ nhàng hơn như là Euro Truck Simulator 2. Thì với game ví dụ như chúng ta chơi Asphalt, tựa game này không lạ gì đối với cả các bạn sử dụng smartphone rồi. Thực sự thì phải mất một thời gian khoảng tầm nửa tiếng, một tiếng để làm quen được với chiếc vô lăng này. Bởi vì cái hệ thống nút bấm và điều khiển nó sẽ khá khác lạ so với việc các bạn dùng smartphone, chạm hai bên màn hình là rẽ, hoặc đơn giản là vuốt lên là turbo hoặc là nitro ấy. Thì nó đơn giản thôi. Còn trên cái bộ vô lăng này các bạn đang phải thích nghi như kiểu mình lái một chiếc ô tô thật, phải đánh lái, cũng như là cái việc mà để lái hết cỡ thì các bạn phải kéo hẳn sang 90 độ này để thể lái hết cỡ. Còn khi mình chơi đầu tiên mình chưa quen, mình lái một chút thôi thì rẽ nó lại thành rẽ quá ít, nó lại không đủ và thường xuyên bị tông khắp mọi nơi. Thế nên là mình thấy rằng các bạn có thể sử dụng cái này cho các game nào mà chỉnh độ nhạy của vô lăng thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn chơi ở trên asphalt thì mỗi lần các bạn muốn rẽ full công lực ấy, các bạn đánh lái hết sang bên này, nó gọi là hơi tốn sức một tí. Chơi game đua xe như vậy thấy hơi tốn sức bởi vì nó không chỉnh độ nhạy của vô lăng. Thêm một điều nữa là cái vô lăng này nó có rung, nhưng mà cái gọi là tính năng trả vô lăng về vị trí ban đầu thì nó chỉ ở lò xo thôi, không có motor gì cả, không có thần thánh này cả, chỉ đơn giản là nhả ra thì lò xo sẽ bật về vị trí cũ, đơn giản là vậy thôi. 1.790.000 không đòi hỏi. Tung cái máy lại theo như góc nhìn của mình thì chất lượng hoàn thiện của cái bộ vô lăng này cũng như những tính năng của nó thì nó khá thơm đối với mức giá chỉ chưa đến 1,8 triệu đồng. Nhưng nó sẽ chỉ hợp với các bạn sử dụng để chơi các game đua xe. Lý do tại sao? Thứ nhất là kích thước cái vô lăng nó bé rất nhiều so với vô lăng ô tô. Nếu mà các bạn muốn có trải nghiệm gọi là lái số sàn giống ô tô thật, thứ nhất là vô lăng hơi bé. Thứ hai là góc đánh lái chỉ 180 độ. Nếu các bạn muốn có trải nghiệm thực tế giống với việc học lái ô tô thì các bạn nên mua cái bộ V900 có góc lái đến 900 độ, xoay được mấy vòng luôn, rất là đã, là giống ô tô thật. Cũng như là bộ bàn đạp này thì nó chỉ có 2 bàn đạp, thì các bạn muốn học lái số sàn, kiểu muốn nhả côn các thứ thì rất tiếc là không làm được điều đó. Thế nên rằng theo kết luận của mình, rất phù hợp với các bạn chơi game. Nhưng mà game cũng phải tùy game, cho phép chỉnh độ nhạy của vô lăng và cho phép chỉnh nút. Còn nút trên cái vô lăng này thì gọi là vô số kể, khá thoải mái, các bạn thể dùng để bật còi, bật xi nhan, lên số, xuống số, vân vân mây mây, khởi động xe chẳng hạn. Thế là nó khá là thoải mái. Và như mình có nói là nếu các bạn có nhu cầu chơi game thì mua bộ này. Còn mình sẽ để dành cái video khác nói về chiếc V900 khi nào mình mượn về nó các bạn xem. Cái đó thì nó sẽ hợp hơn cho việc các bạn sử dụng để học lái ô tô, rất là đã. Đánh lái kiểu 900 độ xoay 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 xoay, xoay. Xịn sò. Rồi, và đó là bộ vô lăng. Chúng ta sẽ chuyển sang nó luôn về cái tay cầm này. Và theo như thông tin của anh Ben Alphard gửi cho mình tay cầm này thì cũng teaser trước, với cái mức giá là hơn 500.000 thì đây là tay cầm khá là ngon. Và chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Thứ nhất, cái tay cầm này có thể kết nối bằng hai cách. À, chính xác là ba cách. Một là các bạn dùng receiver 2.4GHz. Hai là kết nối Bluetooth. Bluetooth các bạn thể dùng chơi các game trên mobile, Android, iOS, kết nối Bluetooth. Và thứ ba, anh em thích có thể cắm một cọng cáp micro USB vào đáy cái tay cầm và kết nối thẳng cáp vào máy tính thì các bạn không sợ hết pin dễ chừng, thì có ba cái kết nối. Đó là một điểm cộng khá thú vị. Và theo như mình biết thì với cái mức giá này các bạn có thể mua được một chiếc tay cầm Xbox hoặc là PS4 cũ đấy, có thể mua được. Nhưng mà chắc chắn là không nhiều kết nối như tay cầm này. Tiếp theo về cái độ hoàn thiện thì cái tay cầm này có cái mã là PX9613, quên mất chưa nói cho các bạn biết. Ở dưới chúng ta có một lớp gọi là cao su mềm và bên trên là lớp tô bóng thề. Ok, cầm thì nó sướng, nó đã tay. Nhưng mà thứ nhất
cái lớp bóng này nó bám bụi bám vân tay, nó dã man luôn. Còn cái lớp sần ở bên dưới cầm thì sướng đấy, nhưng mà nó để lại mồ hôi nhìn nó tởm không kém. Nên rằng mình nghĩ rằng làm cái bề mặt nó nhựa nhám thì nó hay hơn rất là nhiều, thực sự luôn. Tiếp đến về cái layout thì các bạn nhìn thấy là trông nó khá giống một chiếc tay cầm Xbox. Đúng vậy, chúng ta có nút XYB, analog bên trái đặt ở bên trên, D-pad ở dưới và analog tiếp bên phải. Và thề cái hình dáng này trông rất giống chiếc tay cầm Xbox, mà chúng ta vẫn có hai cò ở trên, LT, RT và hai nút LB, RB. Thì đó là một cái layout rất cơ bản, đầy đủ với nút Back Start và nút Mode. Nút Mode này cũng có cái vai trò đã bật tắt luôn. Và khi bật tắt lên các bạn nhìn thấy đèn báo tín hiệu Bluetooth cũng như là báo số lượng pin 4 chấm ở trên này. Thì đó là một tay cầm rất cơ bản. Còn trải nghiệm sử dụng thì sao? Các bạn thì nghe thử. Thứ nhất là cái analog rất trơn, phản hồi nhanh, chuẩn, và khi mình nhả ra là về đúng vị trí giữa thì analog này mình khen rất là ngon. Nút D-pad thì mình không đánh giá cao, bởi nút D-pad có cảm giác nó hơi mềm mềm. Nó hơi mềm mềm, nó không rõ nấc lắm, bấm nó không đã lắm. Còn nút XYB thì thề các bạn bấm chả khác cái tay cầm Xbox, easy đúc. Nhưng mà mình vẫn ước mơ một ngày mà tất cả các hãng sản xuất tay cầm họ đặt vào đây một cái switch giống như switch Omron ở trên chuột ấy, bấm lạch tạch tạch giống như này này. Đấy, mình vẫn mơ ước một ngày mà tất cả tay cầm có cái đó, kiểu switch cơ ấy thì bấm sẽ đã rất nhiều. Còn đây thì thực sự cầm trên tay nó giống với chiếc tay cầm cơ bản, và về cái độ nhạy, về cái chất lượng khi mà mình sử dụng thì mình thấy nó không khác biệt nhiều nếu các bạn so sánh với tay cầm Xbox. Nhưng mà với cái mức giá này chúng ta có cái gì? Có rung đàng hoàng nhé, rung khá khỏe, tê tay luôn, nhưng mà cảm giác rung nó chưa dứt khoát lắm. Và cái thứ hai là có nhiều kết nối, mới thử pin khá lâu, mình dùng hôm đấy giờ chưa phải sạc phát nào, dùng còn gần tuần nay rồi thì khá là ổn. Đấy, chiếc tay cầm nó chỉ có như vậy thôi. Và hôm nay chúng ta đã cùng nhau giới thiệu hai cái sản phẩm đến từ thương hiệu là PXN. Nhưng mà cái điểm duy nhất mình chê ở cái tay cầm này có lẽ là cổng micro USB, nhưng mà thôi, hơn 500.000 chê thế cái anh bên Alpha ta đánh bỏ. Video như vậy thôi, trên tay những cái sản phẩm mình không bao giờ mình lại nghĩ rằng mình sẽ giới thiệu cho các bạn trên kênh Super Heo. Hy vọng sau khi xong cái video này các bạn đã có thêm những kiến thức mới, biết đâu có niềm đam mê anh em bảo nhân lóe lên, hay là mua về học lái ô tô, mình đã thừa tiền mua cái ô tô chạy cho nó vui, thì nhớ like video, subscribe vì nó miễn phí, ít hơn tiền các bạn bỏ ra mua ô tô rất là nhiều. Thế nhá, xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác. Peace.